Xin chào các em đã đến với môn âm nhạc 7 năm học 2021-2022. Đây là Hoàng Quân sẽ đồng hành với các em trong năm học này. Chủ đề 4, chúng ta có 3 tiết. Chủ đề tên là Thiên nhiên. Tiết 3, ôn bài hát Khúc hát chim sơn ca. Ôn tập đọc nhạc số 5, âm nhạc thưởng thức, giới thiệu nhạc sĩ Beethoven. Phần 1, khởi động với từ hum. Now, mum. Mum, 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 mum. Now, lip roll arpeggio. Now, arpeggio on Goog. Thank you.
2, ôn bài hát. Chúng ta sẽ nghe qua nhạc nhiều lần và chúng ta nhẩm theo. Diều vi phu vi vu, gọi ánh trăng lên vui đêm trung thu, gọi nắng ban mai xua tan sương mù, tiếng sơn ca dâng cho đời khúc hát mê say. Ơi sơn ca, ơi sơn ca, em cũng gọi được như sơn ca, gọi ánh trăng vàng, gọi nắng xuân sang. Ơi sơn ca, ơi sơn ca, em cũng gọi
tiếng sao diều vi vu vi vu. Gọi ánh trăng lên vui đêm trung thu, gọi nắng ban mai xua tan sương mù, tiếng sơn ca dâng cho đời khúc hát mê say. Ơi sơn ca, ơi sơn ca, em cũng gọi được như sơn ca, gọi ánh trăng vàng, gọi nắng xuân sang bằng tiếng hát mê say tuổi thơ. Ta ca lên, hãy ca lên, ơi các bạn tuổi thơ sơn ca, để cánh chim cầu dập khắp thế gian bằng tiếng hát mê say của em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Phần 3, ôn tập đọc nhạc. Chúng ta sẽ nghe qua beat và chúng ta hát theo.
Phần 4, âm nhạc thần thức, giới thiệu về nhạc sĩ Beethoven. Thì chúng ta theo dõi trong sách giáo khoa.